Xin chào mọi người, tôi tên là Shinsuke của nhóm Double Wish. Hôm nay có một người đặc biệt. Em tên gì? Em tên là Phú. Phú Sáng. Nhưng mà người tuyệt vời hơn là Special Guest. Why Special Guest là Phú Sáng? Phú Sáng nói tiếng Nhật được không? Được. Học tiếng Nhật lâu chưa? Nhìn em cảm để gọi là gì? Bao nhiêu tuổi? 25 tuổi. 25 tuổi. Làm gì? Kỹ sư cơ khí. Tại sao rồi? Em học tiếng Nhật. Kano so ni Japan. Ô, bạn gái Nhật Bản. Này, em mà qua Kano so ni Japan. Ý, kết hôn. Người nào? Người Việt Nam hoặc là người Nhật? Quảng Nam. Quảng Nam là gần Huế. Quảng Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Quảng Nam và Hội An và hôm nay em ăn thử omelette kiểu Nhật Bản. Omelette. Em ăn những món omelette Nhật Bản và Việt Nam khác nhau. Omelette. Bạn ăn cơm Việt Nam. Lần đầu tiên. Em ăn thử omelette. Cái này là Chính là cái xúc
xúc chúng. Xúc chúng. Xúc chúng. Biết hả? Tao mình xúc chúng. Em không phải người Việt Nam. Không biết. Nhưng mà xúc chúng mềm. Ngon. Ngon hơn. Cứng. Lần đầu tiên em. Cô tắt mất hả? Lần đầu tiên em thấy như vậy luôn mà. Em uống gì? Em ô ra cổ, ô ra cây gái em đội mặc kim đi, mặc kim đi, mặc kim đi. What? Thì ai rồi? Cha này. Nhưng mà em không biết. Rồi khoai môn. Trà sữa khoai môn. À trà sữa khoai môn. Đấy người Nhật. Nhật Bản thế nào? Nhi hong jin ni wa kanshi ni tte shin shin setsu ni hong jin ga se wa kakkoi kakkoi shin yuke shin yuke. Oh, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo, ya lo. Shisuke, hi, Kazu, 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 wa, ima, 60, 60. Yeah. Em thích món ngon Nhật Bản thế nào? Món Nhật Bản, ramen, ramen, cô ta. Phan Đăng Lưu. Hôm nay cảm ơn em đi lên đài, em cảm thấy thế nào? Chỉ là vui. Vui. Khi được gặp với nhau. Vui. Yeah. Hôm hộp nhỉ. Mọi người ơi, nếu thích video này thì hãy share và subscribe nhé. Bye bye. Nhớ like và subscribe. Ok.